Các bác đang được cùng em nghe và trải nghiệm chất âm trên một cục súp trầm RCF hàng của Italy các bác nha. Hàng xịn của Italy luôn. Đây các bác đang trải nghiệm đây. Quá khủng khiếp luôn các bác nha. Duy nhất một cục súp RCF hàng xịn của Italy, dòng RCF GH15 Bass 40. Đánh cho không gian diện tích phòng ở đây của em hơn 100m2 các bác nha. Không gian diện tích cửa hàng. Đang đánh trên một đôi loa HK của Đức các bác. Cực kỳ hay. Tiếp tục nào, lên nhạc. Wow, các bác nhìn cái giải trầm của nó nhá. Đánh rất là lực luôn. Đánh rất là lực luôn các bác. Cực kỳ là đã luôn. Tiếng bát nó dồn, nó đầy, tiếng mà nó căng vô cùng. Nghe nó tròn tiếng vô cùng các bác nhá. Ok, em mở nhỏ nhỏ nhạc một chút. Mở nhạc ở trên này cho nhanh các bác nhá. Xin chào toàn thể tất cả các bác quay trở lại video clip tiếp theo của bên cửa hàng bên em. Và ngày hôm nay thì các bác ở thấy ở đây là em đang có lô súp này 50 này, 40 này. Đấy, 40 và 50 cực kỳ khủng. Ngày hôm nay lên thanh lý xả hàng cũng như là giảm giá cho bác, đặc biệt là báo giá cho bác về dòng sản phẩm RCF hàng của Italy, hàng xịn luôn các bác nhá. Con này là dòng siêu lướt luôn. Đấy, có một con thì hàng một hai con này là hàng siêu lướt luôn nhá các bác nhá. Có một con nó còn vỏ thùng luôn các bác kìa. Đấy, người ta thanh lý lại thì còn cả vỏ thùng luôn các bác nhá. Đấy, thế nên là hàng cực kỳ xịn. Nhưng khi trước khi vào dòng sản phẩm xịn này thì em đang có những dòng sản phẩm thanh lý trong ngày hôm nay đây. Em có một con trầm của con trầm này không nhớ là cái hãng của hãng gì luôn. Ở đây nó không còn ghi hãng nữa, nó chỉ ghi là F9000 thôi. Con này lâu lắm rồi, hàng này rất là lâu rồi. Con này là hàng xịn luôn nhá, hàng bãi, con này là hàng bãi. Dòng này nguồn xuyến đồng luôn, con này hàng made in USA cho các bác nhá. Đó. Dòng sản phẩm xịn luôn, nguồn xuyến đồng các bác có đầy đủ này, đảo pha này, cắt lever này cũng như là hai cắt này, chế độ input đầu vào này rất là ngon luôn. Đấy, con này ngày hôm nay sẽ thanh lý xả hàng cho bác, con này nó cũ rồi. Một là cũ mà hai là vỏ thùng nó cũng tương đối kém rồi. Đấy, các bác nhìn bụi em để lâu ấy đấy. Em để trong cửa hàng rất là lâu rồi, con này là thanh lý lại của khách. Đợt chắc là thanh lý lại của khách tầm được tầm 5 tháng này rồi đấy, 5 tháng này rồi. Hôm nay mới lôi ra để có thể xả hàng thanh dọn kho cho bác. Rất là rẻ thôi, ngày hôm nay thì duy nhất một con này thùng vách thì nó vẫn còn ok các bác nhá. Thùng vách thì nó vẫn còn gọi là tương đối. Đấy, nó chỉ gọi là xuất sắc thôi. Nói chung là chấm vảy các bác là đẹp ngay. Và một con này thì ngày hôm nay sẽ thanh lý cho các bác duy nhất một con này với một mức giá nhá. Bát 40, súp này súp hầm. Súp hầm bát 40 thanh lý cho bác đối với dòng sản phẩm này là 1.550.000 đồng các bác nhá. 1.550.000 đồng. Đấy, bao ship cho bác luôn. Đấy, dòng sản phẩm súp 40 hàng xịn luôn các bác nhá, của USA, được chưa? Đấy, tiếp theo thì ở bên này thì em cũng có một dòng sản phẩm súp của B3 thanh lý cho bác này. Con này thì báo cáo luôn các bác, bị sứt góc. Đấy, sứt góc rồi các bác nhá. Con này thì bị sứt góc. Thùng vách nói chung tất cả mọi thứ còn ok, có mỗi là cái đường này này. Đấy, khi mà giao hàng đi nó bị vỡ và em hoàn hàng về, khách người ta không thích. Đấy, thì con này thì hôm nay em sẽ lên thanh lý xả hàng cho bác với một con súp B3 bình thường đang bán 3.500.000. Nhưng bác nào biết là theo dõi bên em rất là nhiều rồi, biết là những dòng sản phẩm súp B3 em thanh lý là giá 3.500.000 đúng không ạ? Ngày hôm nay thì em thanh lý duy nhất một quả này cho bác, thanh lý rẻ nhá, 2.900.000 đồng. Đấy, để cho bác 2.900.000 đồng, em sẽ 2.950.000 em sẽ bao cước tận nhà cho bác luôn, giá gọi là sập sàn luôn. Chỗ này đúng là anh em nào mà không quá quan trọng về chất lượng thì có thể là lựa chọn ngay một con sứt góc này nhá. Con này mỗi tội là một sứt góc này thôi, còn đâu là chất, tất cả chất âm của nó còn tuyệt vời luôn. Súp B3 SVK 1.500 các bác nhá. Bác nào mà chốt thì alo cho em được không ạ? Và phần nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay thì em đang có ở đây là một cặp súp nhá. Bác nào lấy một cặp súp ngày hôm nay thì để cho bác giá cực kỳ hời luôn. Đối với những quả súp GH15 của RCF hàng Italy này các bác nhá. Con này thì còn nguyên tem mác này các bác. Còn nguyên tem mác bác dòng sản phẩm của Italy đây. Đấy, RCF này các bác hoàn toàn có thể check mã ở đây nhá. Quét mã ở đây được chưa ạ? Con này 5 sao luôn này. Đấy, dòng RCF hàng xịn luôn. Chính hãng luôn các bác nhá. Ở đây thì nói chung là nó làm rất là đẹp. Thùng vách nó làm cực kỳ là đẹp luôn các bác nhá. RCF đúng không ạ? Đây là mặt sau của nó đây này. Em tháo luôn ra ruột gan cho nó rồi. Đấy, con này là bát 40. Bát 40 con này đánh cực kỳ là uy lực luôn các bác. Lúc nãy nghe thử trên một đôi loa HK của Đức rồi đúng không? Đôi loa kia có mức giá chuẩn nhá là gần 50 triệu đồng. Nhưng mà ngày hôm nay em xếp trên một cặp súp, em đánh đúng một giây thôi. Các bác nhìn dây nó ngoằn từ đầu kia xuống kìa. Đấu sắc từ dưới kia xuống. Con này rất là hay luôn. Và đối với một cục súp trầm RCF hàng của Italy như thế này ngày hôm nay thì sẽ
xả hàng cho bác duy nhất 2 quả thôi, duy nhất về được 2 quả này. Và có một con nhá, một con nó còn thùng cơ. Bác nào lấy con có thùng thì giá nó sẽ nhỉnh hơn một tẹo. Còn bác nào mà không lấy con không có thùng thì nó sẽ giá thấp hơn một tẹo. Bác nào lấy con có thùng nhá, còn thùng hộp. Đây, thùng hộp nó đây. Em bóc ra cho bác lúc nãy là còn thùng hộp luôn. Con này là thanh lý còn thùng hộp luôn, còn cả giấy luôn nhá. Đấy, đối với con này thì bác nào lấy thì sẽ để cho bác 4,6 triệu, có cả thùng hộp. Còn bác nào mà lấy hàng lướt hơn một chút, con này một con lướt hơn một chút thì để cho bác 4,5 triệu. Chuẩn chỉnh hàng 100% luôn, hàng bãi, hàng xịn, chuẩn xịn luôn các bác nhá. Đây các bác nhìn này, đây là phía mặt sau của nó này. Đấy, đầy đủ thông tin luôn các bác nhá. Model RCF GH15, được chưa? Con này thì các bác có thể đánh các chế độ đây. Đấy, các chế độ đánh của nó đây. Đó, được chưa? Các bác hoàn toàn có thể là theo đường line in vào bằng rắc canon, hoặc line in ra cũng bằng rắc canon, hoặc các bác hoàn toàn có thể đi bằng đường rắc hoa sen như thế này. Đó, con này thì đầy đủ cắt tần này, tăng giảm volume này, đảo pha này, đầy đủ hết luôn các bác nhá. Và bên dưới là công tắc nguồn này, được chưa? Dòng sản phẩm design Italy, hàng của Italy các bác nhá. Con này công suất rất khủng, lên tới 1000W, được chưa? Và cái giải tần này, giải tần của nó là từ 20Hz cho tới là 700Hz các bác nhá. Đánh giải tần rất là sâu luôn, từ 20Hz đến 700Hz. Và công suất min của nó đã là 450W rồi. Và cái độ nhạy lên tới 90dB các bác nhá. Trở kháng hoàn toàn là 8 ohm luôn, được chưa? Ok, và ngày hôm nay thì giới thiệu đến cho bác một dòng sản phẩm gọi là vừa mới về luôn. Hàng này là hàng vừa mới về luôn các bác nhá. Hàng nói chung là siêu lướt luôn, cực kỳ đẹp các bác. Đó, với một cặp này ngày hôm nay bác nào mà lấy con có thùng thì sẽ là 4,6 triệu, của bác nào lấy con không thùng này sẽ là 4,5 triệu. Hàng cực kỳ xịn luôn. Đấy, con này test chất âm các bác đầu video rồi. Tiếng bát cực kỳ là mạnh, tiếng bát nổ như bom các bác, quánh cực kỳ là đã luôn. Đối với dòng sản phẩm này, chỉ với một con này thôi, em khẳng định với bác, chơi trong tầm 50m² thoải mái. Từ 50m² đổ về đánh thoải mái luôn. Dòng của RCF của Italy thì cực kỳ khủng rồi. Chất âm thì rất là hay luôn. Đối với dòng sản phẩm ngày hôm nay chỉ ưu đãi đúng cho hai bác thôi. Còn bác nào nhanh tay thì còn, mà chậm tay thì hết. Bởi vì đợt này em về không được nhiều. Số lượng lần này về không nhiều. Về được đúng 2 quả, một quả thì có thùng, còn một quả thì không có thùng các bác nhé. Hàng rất đẹp và xịn luôn. Bác nào đang quan tâm đối với dòng sản phẩm này phải liên hệ ngay, được chưa? Còn đây là phía mặt sau này. Đấy, em sẽ bóc ruột gan của nó ra đây rồi cho các bác nhìn. Ở đây sẽ có một cái quạt tản nhiệt này. Đấy, một quạt tản nhiệt nhá. Một thanh tản nhiệt nhôm này, hai tụ lớn này, được chưa? Dòng này sẽ sử dụng là con này là hai sò của Japan, sò này là con này là sò Toshiba các bác nhá. Hai sò Toshiba lớn này. Cho các bác này. Đấy, con này là hai sò Toshiba lớn và cũng như là một cái nguồn xuyến đồng lớn này các bác. Một nguồn xuyến đồng lớn, được chưa? Và ở đây thì sẽ có một bộ mạch của nó đây, toàn bộ linh kiện của nó đây. Đấy, toàn bộ linh kiện các bác nhìn thử là toàn bộ linh kiện là toàn bộ là hàng độc luôn các bác nhé. Toàn bộ là hàng độc ngon luôn các bác, được chưa? Đấy, đối với dòng sản phẩm này ngày hôm nay cực kỳ chất luôn. Đấy, và đối với bộ này ngày hôm nay thì đều nói với các bác rồi, có 2 quả, một quả là còn thùng hộp, một quả là mất thùng hộp. Thì một quả còn thùng hộp thì em sẽ để các bác giá là chuẩn giá là bao nhiêu ạ? 4,6 triệu. Còn một con mà không có thùng hộp để các bác 4,5 triệu các bác nhá. Đấy, rất nhiều khách đang gọi để em. Đấy, nói chung là ngày hôm nay thì lên cho bác là 2 quả này, được chưa? Đấy, rất là ngon, bác nào kết quả nào thì alo cho em quả đấy. Và bên này thì có một quả súp trầm của BF. Con này thì súp hơi, con này súp hơi bát 50 các bác nhá. Quả súp hơi bát 50 này thì đây là hàng trưng bày tại cửa hàng của bên em, nó hơi cũ một chút rồi. Hàng chính hãng, tem chính hãng đây. Hàng của BF thì cực kỳ đẹp và xuất sắc rồi. Dòng này thì ngày hôm nay thì bác nào mà lấy thì để cho bác chuẩn giá nhá, 11,500,000 đồng bát 50 súp hơi, hàng chính hãng, được chưa? Hàng này thì em bày ở bên ngoài này thôi. Đấy, thế nên là không có vấn đề gì cả các bác nhá. Còn bác nào mà chơi con RCF này, các bác ghép với cho em là những đôi loa của RCF này cực kỳ là xịn luôn. Đây, em có những đôi loa của RCF. Các bác chơi ghép với những cái đôi loa RCF này thì cực kỳ ngon luôn nhá. Đấy, riêng mà một đôi một quả súp trầm này mà ghép thêm đôi loa RCF như của bên kia kìa. Em đang có một đôi loa RCF của Italy thì cực kỳ VIP luôn. Rất là hay luôn, quả này chơi cực kỳ cháy luôn các bác nhá. Ok, lên nhanh một clip giới thiệu đến cho bác một vài dòng sản phẩm, đặc biệt là thanh lý hai con này. Đấy, hai con này, một con của Uira, một con của Đức. Đấy, hai con của RCF của Italy ghép với những đôi loa của RCF của Italy cực kỳ hay luôn các bác nhá. Bá cháy và đỉnh cấp luôn. Ok, lên một clip giới thiệu nhanh cho bác. Bác nào đang quan tâm bất kể một dòng sản phẩm thanh lý nào, hoặc là các bác đang quan tâm hàng chính hãng gì, hoàn toàn có thể liên hệ với bên em. Bên em sẵn sàng phục vụ đến cho tất cả bác, được chưa? Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên để lại cho bên em xin một lượt like, ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để đón nhận sớm những video từ bên em các bác nhá. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.